Rồi, chúng ta đã hôm trước học hết cái âm gì nhỉ? Đức nhỉ? Hôm nay cô sẽ kiểm tra lại kiến thức của bạn Duy và bạn Phương. Bởi vì hôm trước chúng ta đã hỏi nhau về cách đọc của phiên âm này rồi đúng không? Bây giờ cô chỉ hỏi lại thôi, xem bạn đã ôn bài lại chưa? Thì bạn có thể trả lời cho cô xem nào. Chúng ta sẽ đọc một phiên âm này ra làm sao con? Và cách đọc như nào? Con có thể nói lại cái kiến thức để ôn lại cho mình nào? Cô với ai cô? Cô đang bảo bạn Duy đấy, bạn Duy bật mic lên đó. Duy Phương, bạn Đức đã, hôm trước đã trả lời được rồi. Miễn bài cho Đức. Còn còn Duy và Phương và Huyền Anh, Linh. Đấy, thì là các bạn sẽ phải trả lời nhé. Hôm nay thì là người này, hôm sau là cô sẽ bắt hết tất cả các bạn đều phải ôn lại kiến thức hết. Đâm ra là không có trường một ai không lên cả. Bạn nào cũng phải trả lời cho cô. Hôm nay là bạn này, hôm sau bạn khác. Thế đâm ra là bắt buộc chúng ta phải ôn nhé. Nào, nói cho cô biết cách đọc của từ này như nào Duy. Trả lời con. Đầu tiên là mình phải nhìn dấu trọng âm chứ. À, mình xác định dấu trọng âm. Rồi, sao nữa con? Gì nữa con? Mình đọc. Ừ, mình đọc kiểu gì? Mình sẽ đọc như thế nào con? Và cái cách đọc làm sao để biết được là đọc như thế nào thì con có thể nói lại cho cô được không? Rồi, thế là bây giờ mình cũng chưa ôn kỹ đúng không? Thế thì bây giờ nhá, cô yêu cầu Duy làm một quyển vở, xem lại link bài học của hôm trước, cô sẽ không nói lại nữa. Tất cả bạn nào cũng phải xem lại hết những cái bài link của hôm trước. Cô Thanh giải thích về các cái bài học của mình như thế nào, các bạn sẽ phải chép ra. Nếu như chưa có thể biết diễn đạt ra làm sao, hãy chép tất cả những lời nói của cô đúng không? Chúng mình có link để mình xem trực tiếp trên mạng rồi, thì mình vào đấy mình pause lại, mình chép toàn bộ những cái gì cô nói và học thuộc lòng, sau đó trả lời cho cô được không nhá? Bạn Linh cũng thế nhá. Bạn Linh có trả lời được ngày hôm nay không? Bạn Linh mở mic ra giải thích cho cô đọc của các cái từ này nào. Âm nhấn trọng âm thì đọc dấu sắc ạ. Âm không nhấn trọng âm thì đọc dấu huyền. Rồi còn gì nữa không con? Không. Ừ, Linh về ôn lại tiếp nhá. Vâng. Hãy trả lời một cách trôi chảy bởi vì bạn Đức đã trả lời hôm trước rồi, rất tốt. Và hôm nay thì sẽ là các bạn còn lại bắt buộc phải xem lại link học của hôm trước, làm một quyển vở, chép tất cả những lời cô Thanh nói. Nếu như các con chưa diễn đạt được, hãy học thuộc lòng những gì cô nói được không, để mình học thuộc cái bài học của mình. Sau đó khi mà con hiểu sâu rồi, con có thể diễn đạt theo ý của con. Nhưng mà bây giờ mình không biết diễn đạt sao, mình hiểu nhưng mình không diễn đạt được đúng không? Đấy, và đôi khi mà không diễn đạt được tức là gì, mình chưa hiểu sâu, mình vẫn còn lơ mơ nửa trường xuân đấy. Thì đâm Em ra mới là miễn mình bài sẽ hay cô? xem Em lại link học, chép toàn bộ lại những cái gì cô Thanh giảng được không ạ? Chép lại toàn bộ nhá. Em mới Và hôm miễn sau thứ ba cô kiểm tra các bạn đó. cô, em mới miễn bài, em đi vệ sinh tí nhá. Con đi vệ sinh đi nhá. Các bạn nhớ nhá, chúng ta bắt buộc phải học cái này. Bởi vì chúng ta không nắm được thì chúng ta đi vào các bài khác chúng ta không thể biết được. Đọc sai tè le từ lưa luôn. Đúng không ạ? Đấy. Thế thì Linh nhá, ôn lại bài cho cô nhá. Xem lại bài, cả bạn Duy và bạn Phương cũng thế nhá. Xem lại link của cô Thanh. Chép bài cô Thanh nói cái gì thì chép hết toàn bộ lại y sinh nguyên và học thuộc lòng những cô Thanh nói. Sau đó nói lại cho cô Thanh. Đúng không ạ? Cô sẽ hỏi hàng ngày luôn. Để các bạn nhớ nhớ và tiềm thức luôn, để khi mà nhìn cái là có thể biết được là cái dấu nó như làm như nào, cách đọc làm sao. Cô chị mới dạy em giảm ăn cho bé cái này để Peace. chị em. Repair. Bây giờ cô sẽ kiểm tra bài cũ.
Bạn Linh và Phương đang hiện tại đang out đúng không? Thì Linh sẽ trả lời cho cô nhá. Con đọc từ này cho cô nào. Ăn Tốt. thàn Cái kết thúc của nó là để lưỡi lên trên con nhá. Thàn. thàn Tốt. Tiếp con. thàn peace Tốt. peace À cái âm S nhá, để cho rõ hơn này. Để lưỡi lên trên. Đẩy mạnh hơi ra. Peace. 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 this Peace. this this rip Ê, này, đánh vần nhá. Cô nhìn này. Cái âm này nhá. Ê. Is. Peace. peace 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 đó rồi tốt peace tiếp nào từ tiếp theo con rip repair repair tốt tiếp nào tape tape a tape đúng rồi tape chuẩn xác rồi con đọc tiếp từ này nào bake âm này thì sao nhỉ? Có bật hơi không Linh? không ạ À, thế bake thì sẽ là gì? bake Đúng rồi, giỏi. Tiếp nào con. ben ben À, hạ cằm sâu xuống cho cô. Bàn. ben Tốt. ben Rồi, tiếp nào con. mấy 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 gì Đúng rồi, mấy maybe. mấy thì Đúng rồi, ngân mấy từ mấy ra và mấy bì được đọc lướt thôi. Maybe. mấy maybe Rồi, tiếp. rapper rapper Con nói cho cô khẩu hình của cái âm này là gì? Bạn Duy Phương ơi, tập trung nhá. Nhìn vào cam, không chơi say là xem điện thoại nhá. Tập trung vào bài học nhá. Âm này là như thế nào, Linh? Mồm chữ O nhưng mà đọc gì con nhỉ? đọc chữ A Đúng rồi. A A Và A âm R này mình thu miệng một chút xíu. Mình đừng có bè miệng ra. A Mồm như mồm chữ U ấy. Giờ bạn cứ tưởng tượng như con chó nó. Đúng không? rap Đấy. rap Mồm là mồm vẻ mồm chữ rap U. rap Đấy. R, rap R, R. Rubber. rap rapper Đúng rồi. Rubber. rapper Bake, Rubber. maybe. Impatient. Tiếp đọc ba từ này nào con. Impatient. Shin, nhớ chu môi Impatient. lên cho cô. Impatient. 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 Tốt. Bật nhớ bật âm cuối nhá. Impatient. Impatient. Tốt. Nữa. Cô cho con nghe đi cô. Nu sắc gì nhỉ? Newspaper, Nú. Cái này âm Z newspaper, thì là như nào nhỉ? Khẩu hình news, như nào nhỉ con nhỉ? Như con tiếng news, tiếng tiếng ong kêu ấy. Z... News. news, News. Thấy. newspaper, Đúng rồi, newspaper, newspaper. Newspaper. newspaper, Có âm này này, newspaper, âm S này nhưng mà nó chuyển bị thành âm Z bởi vì newspaper, âm Q này phiên âm của nó là cổ này nó là âm hữu thanh, đâm ra nó sẽ là z... newspaper. newspaper. Này. Newspaper, newspaper. Newspaper, Rồi, tốt. newspaper. Tiếp. Parking. Nào, đánh vần con. Parking. H, A. Th. A. Th, A. A. Tha. A. Tắt gì nhỉ? Park. Tha. Rồi, tiếp Park. nha. K, Park. I, J. Âm này âm hai âm này âm âm D3 đúng không? J, đúng không? Như thế nào? Kit. Đúng không? Vậy thì nó Bake là gì? it, bake it, Đúng rồi, tha hạ cằm xuống cho cô. Package. bake it, Đúng rồi, pack package. it, Tốt. Rồi, giỏi. Newspaper. Package. Rồi, đến lượt Duy. Đọc cho cô. Bye bye. Đi rồi. Đọc cho cô nào giờ Duy ơi. Tắm sao ạ?
Bạn ơi, bạn đọc đi Thằng. chứ. Thằng. Thằng. Nào, nhìn nhớ khẩu Thằng. hình của cô nhá. Thằng. Đúng rồi, thằng. Đọc đi con. Rồi, tiếp. Tiếp đi con. Bài từ tiếp theo, câu tiếp theo đi. Tốt. Tiếp. Đọc nhanh lên nhá bạn ơi. Bạn đọc nhanh để cho các bạn khác cũng được đọc nhá. À, thôi bạn Đức đọc trước đi. Sau đấy thì bạn Duy ở ngoài tập luyện thêm nhá. Tí nữa cô sẽ gọi đến tên. Đâm ra mình sẽ đọc nhá. Đọc sau khi mà tất cả các bạn đọc mình trong lúc đấy mình sẽ phải luyện thêm nhá. Duy nhá, Duy ơi. Vâng. Ok con. Đức đọc nào con. Pan. Bật âm hờ Peas. mạnh lên. Pan. Tốt. Peas. Repeat. Nào, làm gì có repeat ở đây? Repair. Rồi, chính xác. Type. Nó đọc là tie hay là gì? Type. A, đúng không? Là A, A. Hey. Vậy là T-A. Tape. T. Tape. Rồi, đúng. Repair. Bake. Maybe. Duy, tập trung vào đánh ngữ vần cùng các bạn nhé. Duy ơi, tập trung vào bài con. Tập luyện nhá. Tí nữa cô gọi tên là con phải đọc nhanh đấy. Chứ con không được đọc lâu đâu như lúc nãy đâu nhá. Tiếp nào Đức. Và bake Bật âm cờ mạnh lên nữa. bake Bake. bake Tốt. ban Tốt. maybe Tốt. rubber Âm A. Ra. Âm mồm A. Mồm O nhưng mà đọc thành A nhé con nhé. Con nhìn thấy nó giống như A tiếng Việt không? Phiên âm của nó chưa con? A. Rubber. Và chữ R nó là mồm chữ U. Như này này. Hạ cằm xuống mồm như mồm chữ U ấy. R, Rubber. R, R. Rubber. Rubber. Đúng rồi. Impatient. Đọc tiếp con. Impatient. Shin chu môi lên cho cô, đẩy xì hơi ra như kiểu mình Shin. ai nói shh. Shin. Shin. Đấy, Shin. đừng có sần sần xì 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 kiểu như âm s xì nhá. Nó là shh. Shin. Impatient. Impatient. Tốt. Newspaper. Tốt. Package. Kit. Âm đê Package. bạn. Đúng rồi. Package. 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 Tốt. À, Phương nào? Phương đọc nào con. Các bạn khác cũng vẫn luyện tập theo nhá. Mặc dù đã đọc rồi nhưng mà mình cứ luyện đi luyện lại nhé. Bởi vì các cái âm này các bạn càng đọc nhiều càng sẽ mồm nó sẽ càng dẻo ra và càng đọc âm nó phát đơn rất là tốt. Được không ạ? Bạn Phương bật mic lên đọc cho cô đi con. Bật mic lên nào. Phương ơi. Duy có ngồi cạnh em Phương không? Bảo em Phương bật mic lên. Em Phương ở dưới nhà đang ăn. À. Rồi, thế con sẵn sàng đọc lại chưa? Đọc lại cho cô luôn nào. Được rồi.
Thằng. Ừ, tiếp. Hờ. Đúng rồi, tiếp con. Đánh vần là gì nhỉ? Nào, Rapper. đánh vần cho cô nào. Trọng âm nhấn vào đâu? Đó, đó là lý do tại sao mà mình cần phải ôn cái kiến thức như lúc nãy cô nói đấy. Là trong cách đọc ấy, mình phải biết đánh vần của nó thì mình sẽ nhìn xem. Trước tiên là cái dấu phẩy đây rồi. Âm được nhấn trọng âm ngay đằng sau dấu phẩy thì phải làm sao con? Nhấn mạnh Nhấn mạnh là đúng rồi. Ngoài ra còn nhấn mạnh thì cái dấu ngữ điệu của nó là gì nhỉ? màu sắc. Đúng rồi, thế bây giờ con đánh vần nó nhé. H-E. Sắc gì nhỉ con nhỉ? Là gì con? H-E-P sắc thế. H-E-P sắc gì? Gì? Ngủ gật à con? Trả lời đi. Repair. Đúng rồi. Repair. Chính xác. Repair nhá. Chịu khó. Tập nhiều bài cho cô. Đánh vần nhá. Cô bây giờ cô sẽ không yêu cầu học những cái bài kia nữa. Bởi vì các bạn sau khi mà học cái kiểu phản xạ cái là các bạn lại quên hết rồi. Và xong đấy là bay 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 hết những cái âm tiết của cô rồi. Các bạn cứ chỉ chạy theo cái việc mà phản xạ nhanh thì không được đâu. Khi các bạn học cái này rồi thì các bạn phải ôn luyện nó. Và quá trình học phản xạ thì các bạn trước tiên là học chậm trước đã. Chúng ta phải biết gọi là bò xong chúng ta biết đi đúng không? Xong mới biết chạy. Bây giờ làm ra chạy là chúng ta ngã ngay. Đúng không? Thế bây giờ mình phải bò xong mình đi xong đến mới chạy được. Thế thì các bạn hãy không tập cái kia nữa. Cô sẽ cho các bạn dừng lại tất cả toàn bộ cái khóa giao tiếp đấy. Phản xạ đấy. Quay trở lại để luyện từng âm một. Được không ạ? Quay lại trở lại cái này nhá. Tập thật nhuần nhuyễn. Khi nào cô kiểm tra pass thì cô mới dạy cái kia. Nhá. Cô sẽ dạy cho các con là pass cái này sẽ rất lâu. Bởi vì thực ra là bản thân cô đến tận bây giờ cô học rồi cô vẫn phải luyện lại. Cô vẫn phải thường xuyên cô luyện đó. Và cô đang dạy như này là cũng đang luyện này. Đó. Thế đâm ra là chúng ta phải luyện tập. Được không? Bạn gì nhá. Repair. Type. Tiếp đi con. Từ này đánh vần sao? Bake. A bake. 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 Tốt. Tiếp. Rồi, tiếp. Maybe. Tốt. Rubber. Ừ. Bake, maybe, rubber, impatient, Tiếp nào. impatient, Rồi, tiếp. newspaper, Rồi, tiếp. Pig. Ha, teach, teach. Package. À, này con đánh vần nhá. Được chưa? Nhìn thấy âm pờ đầu tiên chưa? Tiếp theo A bướm là như nào nhỉ? Duy nhỉ? Khẩu hình như nào nhỉ? Hạ cằm sâu xuống cho cô. À. Thờ. À. Làm theo cô nào. Eat. Eat. Kid.
Peach. K-I-J. Eat. Nhá, làm theo cô này. I J Kid I J. Đúng rồi, thì con đánh vần ba cái âm đấy nhá, là như vậy. Nhưng mà con đánh vần nhanh vào thì đương nhiên nó sẽ nối vào, nó đánh vần vào với nhau thôi. Kid Kid I J Kid J. Kid. Đúng rồi, package. Good. Đó. Bạn Phương còn ở đấy không? Em Phương mạng lát không vào được. Thế à? Thế thì bảo em là lên ngồi cùng con nhá. Newspaper. Package. Rồi. Bạn Đức. Đọc cho cô hết đoạn này nào. Vâng. Sky. Sky. Nào Trees. nào nào, không làm đánh vần linh tinh thế. Nhìn vào cái phiên âm. Tại sao lại là cái up high gì con? Cái âm của nó là cái âm gì mà tại sao con đánh thành chữ I? Appear. Đúng Appear. không? Ừ, tự liên thiên. Các bạn nhìn thấy rõ ràng cái phiên âm Apple. nó như này. Đánh vần lại, đọc lại cho cô cái này Apple. nào. Appear. Đúng rồi. Apple. Đúng rồi. Choppy. Đúng rồi. Google. Ơi. Em bị đau mắt khóa. À. Nhớ là cái âm chờ nhá. Lưỡi để lên trên. Chưa môi ra bật như âm. Nhưng mà bằng hơi nhá. Vô thanh cho cô. Choppy. Choppy. Đúng rồi. Google. Ơi. Ôi, ở chỗ Dạ. Google bị đau mắt đỏ. Có, Thanh Trúc đang đau mắt đỏ. Em cũng thế. Trúc cũng đang bị đau á. Tiếp nè con. Nhớ phải tra thuốc đều đặn vào con nhé. Với cả ăn uống nghỉ ngơi. Không được chơi game máy tính Sky. nhiều. Ngoài cái việc giờ học là chúng ta nghỉ ngơi cho mắt nó được thoải mái nha con nhé. Đức nhé. Sky. Nào, đánh vần. Bạn không được nói linh tinh nhá. Z. Nào, đánh vần cho cô. C. Si hay là xì, Tới hay là Z. xì, xì, xì nào. Đánh vần lại nào. Đánh vần như thế nào cô dạy rồi. C. Cái từ đằng sau dấu phẩy hay là đằng trước dấu phẩy đánh dấu sắc hả con? Đằng trước cô. Trước đâu mà trước. Hôm trước Đằng vừa trả sau lời cô cô. là sau mà lại bảo đằng trước. Đằng sau cô. Thế đằng sau nó là âm nào con? C. Xí đó mà xí. C. Tính từ trái sang phải, thế thì cái thằng giờ đằng sau thằng dấu phẩy thì nó là ở phía bên nào? Ví dụ nhá. Cô viết như này. Vâng. Một này. Đúng không? Hai này cái dấu phẩy này. Đúng không? Ba này. Đúng không? Đúng không? Nếu mà con xếp hàng từ Vâng. trái sang phải đúng không? Bây giờ ở đằng trước mặt con đây. Đây là một cái bục giảng của con đây. Bây giờ người cô giáo bảo là nhìn thẳng vào đây. Bởi vì mình đang tính là kiểu là nhìn thẳng lên cục bục giảng đúng không? Là mình đang theo thứ tự từ trái sang phải đúng không? Thế giờ số 1 là đằng trước hay đằng sau? Một là đằng sau cô. Đằng sau đâu mà đằng sau? Thế bây giờ Đằng bạn trước. đứng ở xếp hàng ở ở một cái đằng một hàng ấy thì cái bạn đầu tiên đi là số 1 đúng không? Vâng. Đúng không? Thế người ta có nói là đằng trước của số 1 không? Đương nhiên là số 2 phải là đằng Đằng. sau số 1 chứ đúng không? Thế thì 1 nó Vâng. phải là đứng trước chứ. Có đúng không Đức? Đúng rồi cô.
Thế thì bây giờ cái số dấu phẩy nó là số 2 đúng không? Vâng. Thế thì bây giờ thằng 1 nó là đằng đằng trước hay là đằng sau con? Nó là đằng trước. Đúng rồi. Thế số 3 nó là đằng trước hay đằng sau của số 2? Nó là đằng sau. Thế thì bây giờ con đã xác định, con đã hình dung ra được đằng sau dấu phẩy là cái nào chưa? Rồi cô. Nên nó có phải là âm si không? Xí. Từ, cô đang hỏi âm si này là đằng trước hay đằng sau của dấu phẩy? Đằng sau cô. Sau đâu? Cô vừa giải thích số 1, số 2, số 3. Số 1 là âm si. Đằng trước. Đằng trước cô. Đúng rồi. Số 1 bây giờ đang tính từ trái sang phải đúng không? Đúng không? Vâng. Bây giờ từ trái sang phải thì đương nhiên là cái thằng nào đứng đầu tiên nó là số 1 đúng không? Vâng. Bây giờ con viết chữ là con viết từ phải sang trái hay là từ trái sang phải nào? Từ Nếu con viết từ chữ là phải con sang đứng từ từ trái sang từ phải. đúng rồi, con viết chữ là phải từ trái sang phải đúng không? Thế thì cái chữ đầu tiên của con ở ngoài cái ô ly là chữ đầu tiên đúng không? Vâng. Thế bây giờ cái dấu phẩy là cái thứ hai, cái chữ kia là số 3. Thế bây giờ cái âm si này nó là ở ở đằng trước dấu phẩy hay là đằng sau dấu phẩy? Đó ở đằng trước. Đúng rồi. Thế còn đằng sau dấu phẩy thì là nó là âm nào con? Đằng sau không phải là âm cai. Đúng rồi nhá. Đừng nhầm nhá, Đức nha. Hình dung Vâng. ra được chưa? Rồi, ok, good. Hiểu thế là tốt rồi. Bây giờ con sẽ hình dung ra nhá, thế nào là đằng trước dấu phẩy, thế nào là đằng sau dấu phẩy nhá. Được không? Đừng Vâng. nhầm cái âm si này là đằng đằng là nhấn trọng âm nhá. Nhấn trọng âm nó là đứng đằng sau dấu phẩy, đúng không? Hôm trước con vừa nói cô là cái âm là đằng sau dấu phẩy. Thế đằng sau thì nó dấu phẩy, nó đâu có phải là âm si đâu. Nó phải là âm gì? Âm cai, đúng không? Thế thì âm nhấn Xin. trọng âm của nó thì là con sẽ đánh dấu gì con? Dấu sắc cổ. Thế bây giờ con đánh vần đi. Và đã xác định được cái dấu sắc là chỉ có một thằng dấu sắc thôi, đúng không? Còn lại là gì? Là âm gì con nhỉ? Câu này là âm huyền. Còn lại là âm huyền cổ. Còn lại âm huyền đúng không? Ok, thế thì Vâng. còn lại âm huyền. Còn lại âm huyền, thế thì bây giờ con đang thử xem. Bây giờ con đánh dấu tất cả những âm còn lại là âm huyền. Âm nào chính là con đánh dấu sắc, bây giờ con đánh vần lại cho cô toàn bộ cái âm này nè. Mình xác định dấu sắc là cái gì, con đánh vần dấu sắc trước đi, xong đó con nhẩm cái dấu huyền còn lại. Khai khai sắc khai Đúng rồi. Rồi. sợi xì Đúng sợi rồi. chuyền Và còn đây là một cái âm nữa này. Còn bỏ mất một cái âm ơ này. chi ờ Đúng rồi. Thế thì nó là gì? gì khai ở chuyền Đúng rồi, psychiatrist. Đúng không? Đức nhớ hình Skytrees. dung ra của cái của nó chưa? Duy có hiểu không? Đây Hiểu là cô rồi. giảng cho cả lớp đó. Các bạn nếu bạn nào chưa rõ thì là tập trung nhá, bởi vì cả lớp phải tập trung đấy. Cô không phải riêng giảng cho bạn Đức đâu. Thế là các bạn sẽ phải tập trung nhá, nghe phân biệt cho cô nhá và đánh vần lại nhá. Bạn Duy tập trung nhá, cái này con đang bị yếu này, con phải để ý này. Nhá. Duy nhá. Phải tập đánh vần nhiều vào. Rồi tiếp. Đức, tiếp tục con. Vâng. Sao ai sao mình xài. Ca ca sắc khá. Đúng rồi. Lèo. Nào, cái âm này làm gì? Lơ. Lơ chuyển. Nào, đánh vần lại Lơ. đi. Lơ 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 gì? lơ. Lơ. Lơ lơ gì con? Lơ. Huyền. Là Lơ. Đúng không? Rồi. chờ chờ y chi
Quyền gì? Gist. Bởi Gì? vì nó có âm SC nhá. Con đánh lần này. J. I. Dạ. S. Y. Chờ. J. Gist. Chờ. Chờ. Stop. Gist. Chist. Đúng rồi. Chính xác. Thế bây giờ con đánh, con đọc cả câu đi. Tài khắc lơ chist. Đúng rồi. Đẩy SC cho cô. Gist. Chist. Đúng rồi. Psychologist. Psychologist. Đúng rồi. Tiếp con. Psychology. Tốt. Đấy. Lúc nãy là con cứ bị nhầm này này. Cái này con đọc là lúc thì sai này. Lúc thì sái này. Lúc thì xài này. Tức là mình là gọi là đoán mò lung tung, trúng thì trúng, không trúng thì thôi, đúng không? Vâng. Thế thì mình nó sẽ bị mang tính chất hên xui, bởi vì mình không hiểu được bản chất của nó. Mình lại cứ đi kiểu đoán mò thì không bao giờ xa được, đúng không? Mà lúc giống như nhiều con làm trắc nghiệm ấy, mà mình không hiểu bài mình cứ đoán mò thôi, mò mình cho nó vào là cái gì đúng thì đúng, đúng không? Không đúng thì thôi. Nhưng mà nó hên xui con nhá. Thế khi mà con lại học bài cũng thế, hay là học trên trường trên lớp đấy, không hiểu phải hỏi, hỏi được khi nào hiểu rõ thì thôi. Đừng có kiểu mình học xong mình cứ lơ mơ làm về sau này mình mất gốc ấy, mà mình không nói ra mình không biết được. Đấy, thế đâm ra là mình không hiểu là phải hỏi luôn. Được không? Đừng có sợ các bạn cười, đừng có sợ cô giáo mắng. Vâng. Cô giáo rất thích những người bạn nào hỏi nhiều. Đấy, và có thể có những cái lúc mà cô ví dụ như Ô, là ở trên nhưng mà trường. cô giáo còn Sao bảo con? là cô giáo ở trên lớp em còn bảo là có cái gì mà nhiều thế. Bởi vì các bạn thử tự tưởng tượng xem, bây giờ lớp chúng mình có mấy bạn nào? Có tầm 6 7 bạn đúng không? 30 Bao bạn. nhiêu? 6 7 bạn, bây 30 giờ mà bạn con cô. thử 30 bạn đúng không? Thế bây giờ con thử nghĩ xem là có 30 em ở trong nhà con. Em nào cũng hỏi con mà hỏi cùng một cái vấn đề. Có đúng không? Mà rõ ràng là con chỉ cho các em là đây cốc ở đây nhá các em ơi. Đúng không? Thế nhưng mà bạn nào cũng hỏi anh Đức ơi cốc đâu, anh Đức ơi cốc đâu, mà hồi lúc nãy con vừa chỉ xong xong lúc sau lại hỏi cốc đâu thì con có bực mình không? Có. Đấy, thế đâm ra là gì, khi mình cái quan trọng thứ nhất là vẫn phải bản thân mình tìm hiểu, nhưng mà mình cũng phải tập trung, đúng không? Ví dụ như các bạn dạy, cô giáo dạy trên lớp mà mình lại cứ hỏi đi hỏi lại, mặc dù là cô giảng đến tận, có khi có phải là cô giảng một lần đâu, ok cô giảng một lần thì các bạn có thể là cô có thể là các bạn có nhớ nhớ quên quên, nhưng mà ở đây cô cũng giảng chắc là một hai lần ba lần rồi đúng không? Thế đâm ra là mình lại cứ hỏi đi hỏi lại, thế là do mình hay là do cô nhỉ? Rõ ràng là mình không tập trung, mình không nghe giảng đúng không, nên mình không hiểu. Thế sau mình không hiểu thì có thể là mình lựa bằng cách là gì, trước tiên là mình hỏi lại cô trong một cái thời gian nào nó phù hợp, ví dụ như là cô giáo mà đang bận, cô đang giảng rất là nhiều việc này mà mình lại cứ hỏi cô tới tấp, thì đương nhiên là cô sẽ không 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 cảm thấy happy trong cái việc mà cô đang rất là bận việc, mình không đúng lúc thời điểm đó. Rồi có thể là khi nào mà cô đang rất là vui vẻ, tâm trạng tốt mà cô không bận gì cả thì con có thể mang ra hỏi cô. Đúng không? Hỏi cách tế nhị Vâng. thôi. Đấy, bảo là cô ơi, cô có thể giúp con được không? Thì trước tiên con hỏi đề nghị cô đã, hỏi xem là cô ơi, cô có thể giúp con được không? Thế bảo con muốn giúp cái gì? Thì bảo cái này con không hiểu lắm. Thế thì con cũng biết là con mất tập trung trên lớp, nhưng mà vì là con không hiểu nên con muốn cô hướng dẫn lại cho con. Đúng không? Trước tiên là mình phải thấy đó là gì, do lỗi của mình, cô giảng cho cả lớp rồi đúng không? Nhưng vì mình không tập trung, thế đâm ra mình sẽ xin lỗi cô trước. Và mình gì nhỉ? Nhờ cô giúp thì chắc chắn là cô sẽ cảm thấy happy về những cái lời nói của mình. Thật sự là mình ngoan thì chắc chắn là cô chẳng cô nào quát mình đâu. Đấy là cô sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Chọn thời điểm đúng lúc cô không bận nè, cô giáo trên trường không bận nè. Rồi là mình nói làm sao để cho cô cảm thấy happy hơn trong cái việc mà hướng dẫn lại mình nhé. Được không? Rồi, bây giờ mình tiếp tục nhé. Bạn Huyền Anh. Psychologist, baby. Bạn Huyền Anh đọc tiếp nhé. Sau đấy bạn Phương nhé. Chuẩn bị, Phương chuẩn bị nhá. Ôn luyện luôn nhé, con tập trung vào nghe nhá. Bạn Duy cũng thế nhá. Bạn Duy tí nữa cô sẽ đọc tiếp đấy. Bạn Duy sẽ cần phải đọc nhiều hơn.
Thế đâm ra là cô chắc chắn là cô sẽ gọi Duy tiếp và cô Duy sẽ phải tập để tí nữa trả lời cô nhá. Đọc đi con. Tiền Anh ơi, nghe thấy cô không? Bật mic lên con. Bên loa của con bị kém à? Dạ xong vừa nãy ông gọi cho con ấy. Hả? Dạ xong rồi vừa nãy ông gọi cho con. À, ông gọi con hả? Ok. Thế bây giờ con đọc cho cô cái này nhá. Đọc đi con. Đọc âm B ở trên là Tất cô. cả chỗ này, từ trên Dạ. xuống dưới cho cô. Dạ. Baby, bag, ball, Yếu âm đuôi con. bag, Tốt. Quả bóng là gì nhỉ con nhỉ? ball, Đúng rồi, ball. that, Tốt. rapid. Cái này âm không phải âm bật hơi, thế đâm ra con sẽ không được bật mạnh hơi đâu. Rabbit. Rabbit. Rồi, tốt, tiếp con. Duy chuẩn bị nhá. Xong à Phương, à, Phương bé chuẩn Sa bị, à Phương lớn chuẩn bị trước nhá, xong đến Duy nhá. sa sa Đúng rồi, shabby. Tốt. Phương nào con? Duy xong đến là đến Linh nhá. Xong đến Đức nhá. Baby. Baby. Tốt. Back. Ba âm a a. Hạ cầm xuống âm như của con dê ấy. A. Hạ sâu xuống cho cô. Thả lỏng hạ sâu cầm xuống. A. Nhưng mà mình đọc là a. Bé. Hạ sâu xuống, hạ cầm sâu xuống. A. Tức là mồm chữ A nhưng mình đọc thành E. Và mình hạ cầm xuống thì đương nhiên nó sẽ lai giữa âm A và âm E. A. Đừng bành miệng như này. Hạ sâu xuống cho cô thì nó sẽ phát âm dễ rõ hơn này. A. Rồi, ok. Back. Tốt. Tiếp. B-O. Đúng không? O. Và tiếp theo chữ L là ồ. Ồ, con để lưỡi lên trên là được. Ồ. Ball. Đấy. Đó đọc là như này nhá. B này, O này. Ồ, nhưng mà ồ thì con để lưỡi lên trên nhá. Các bạn để ý nhá, cô dạy là cả lớp nghe nhá. Ồ. Linh cũng thế nhá, để ý nhá. Ồ. Ồ. Lưỡi để lên trên. Cong lên và ồ. Tức là ồ nhưng mà để lưỡi lên trên. Ồ. Ball. Ball. Bow. Tốt. Tiếp. Duy tập trung nha, đến lượt con đấy. Tí nữa con là con tí nữa đến lượt con đấy. Anh em Phương xong là đến lượt con đấy. Đây, a da bờ da Double. bờ. Hạ cầm sâu xuống âm a bướm cho cô. Tiếp. Double. Rabbit. Âm R đừng thả lỏng bè miệng ra như thế. Thu nhỏ lại cho cô. Nhỏ miệng lại mồm chữ U cho cô. Rồi. Ra. 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 Rabbit. Rabbit. Tốt. Tiếp. Baby. Chu môi nhá. À. Tiếp đúng không? À. Sắc gì nhỉ? Sa. Sha bì. Sabi. Chu môi Sabi. lên cho cô. Sha bì. Sabi. Đúng rồi. Tốt. Duy. À, Phương về kèm Duy cho cô nhá. Phương ơi. Con kèm nhá. Con kèm anh cho cô nhá. Tập luyện cho cô. Bắt anh nộp bài cho cô.
Duy, đọc cho cô nha. Baby. Baby con ơi. Rồi, tốt. Tiếp đi con. Tiếp đi. Ball. Tiếp. The. A. Sắc gì nhỉ? Da. B. Da Đây, cô sẽ chỉ cho con nhá. Con nhìn thấy cái âm này đúng không? Như lúc nãy là cô nói là cái âm, đợi cô chú tí, âm này là âm L đúng không? Đọc là gì? O đúng không? Có đúng không? Đúng không? Rõ ràng là cái âm này lúc nãy cô vừa chỉ con là đọc âm O đúng không? Để lưỡi lên đúng không? Thế bây giờ chữ B, con nhìn thấy chữ B đấy không? Được chưa? Đằng sau đấy là chữ L. Thế thì con B với O và L dần thành chữ gì? B. Đúng không? Đằng sau là chữ L. Thì thành chữ chữ gì nhỉ? Các bạn nhờ bật mic lên trả lời. Thành chữ gì? Đúng rồi. D. Lúc nãy là như thế này. D. A. Đúng không? Tức là the line của cái âm A, 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 nhưng mà nó sẽ là âm E nhiều A và A, E lai giữa nhau đúng không? Thì nó là hạ cằm ra. Đ, A, sắc gì? Đá, đúng không? Đá, bồ, đúng không ạ? Các bạn hình dung ra chưa? B với L đúng không? Thì L nó thành chữ O rồi, thì nó là double. Được chưa ạ? Các bạn hình dung chữ từ double chưa? Ờ, đúng rồi. Good job. Tiếp đi gì con? À, âm R nhá, âm R thì đây này, cô Thanh sẽ chỉ cho nhá. Âm R, các bạn hình dung cho cô. Mồm như hình chữ U ấy, giống như là cái tiếng của con chó nó. Đúng không? Nó kiểu con chó nó gầm gừ ấy. Đấy, thế thì mồm nó phải chu mỏ lên như là muốn cắn người ấy. Đúng không? Đấy. R. R, mồm chữ R, 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 đúng không? R, 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 R. Con chó nó định gầm gừ, con nghe cái chữ âm R của nó như con chó nó gầm gừ chuẩn bị kiểu nó muốn cắn người, nó muốn định sủa ấy. Đấy, cái âm R nó như vậy. Và mồm của nó thì sẽ là gì? Mồm chữ U. Đúng không? R. Rubber, à rabbit. Được chưa? Các bạn nhớ cái mồm khẩu hình của nó là giống như con chó gầm gừ ấy. Cái tiếng của nó như con chó nó bắt đầu chuẩn bị gầm gừ, nó sủa mình ấy. Đấy. Thì là cái âm R nó, cái âm nó như vậy. Và cái khẩu hình của nó là mồm chữ U. Đấy. Mồm sang mồm chữ U. Đấy. Được chưa? R, R, R. Đó. Tiếp nào. Tiếp đi con. Đúng rồi. Âm Messi này các bạn nhớ, bạn nào nhớ được cái khẩu hình của nó là gì không nhỉ? Con nhớ khẩu hình của nó là gì không con? Nó giống như của tiếng ai đó nói kiểu nói nhỏ thôi ấy. Shh. Chu môi lên cho cô. Shh, shh, shh. Hoặc xem bé té. Shh, shh, shh. Shabby. Đọc theo nào. Duy. Đúng rồi. Bây giờ đến lượt bạn Linh nhé. Bạn Linh đọc hết cái này cho cô nào. Vâng. Baby, Tốt. baby, baby. Tốt. Park, park. Bà, thì con sẽ đánh vần là Back, gì? Đúng rồi, back. back. Tốt. Back, burr, burr. Rồi, tốt. Table, table. Cái này đúng con? Như lúc nãy cô vừa chỉ Vâng. đấy.
The A sắc gì nhỉ? Table. 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 The A đa sắc gì con? Đá. Đá. Rồi, bờ có cái chữ L lúc nãy cô Đá. Thanh vừa nói là thành chữ gì? Chữ Đá. O đúng không? Đá. Đá. Đúng rồi, double. Chính xác. Đá. Double. Rapid. 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 R, A, sắc. Rapid. Gì nhỉ? Rabbit, đúng rồi. Rapid. Rapid. Đúng rồi, rabbit. Vâng. Rapid. Tốt. Sharpie. Ừ. Sharpie. Nhớ cho môi của Sharpie. cái âm S lên nhá. Sharpie. Sharpie. Đây này, cái mồm nó phải Sharpie. le ra như thế này này. Mồm nó phải vành môi chu Sharpie. lên cho cô. Giống như con đang Sharpie. thơm em bé, thơm mẹ, thơm bố Sharpie. ấy. Sharpie. Đúng không? Sharpie. 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 Ok. Đó. Sharpie là lối mòn này. Rabbit con thỏ này. Double là đòi hỏi này. Đúng không? Chúng ta sẽ tự Rồi ôn luyện về nè ngữ pháp và về từ cô. vựng nhé. Back. Ball. Rồi, bây giờ bạn Đức đọc tiếp. Bag. Bag. Nào, đánh vần. Đây xem này này, từ trên xuống dưới con. Tất cả cô sẽ đọc theo thứ tự đấy. Các bạn sẽ phải tập trung và đọc luyện nhé. Từ này. Clam gì con? Clam. Nhá, các bạn cùng đánh vần nhá. Clay. Clam. Clam. Đúng rồi, có phải chữ vào đấy cho cô nhá. Tiếp con. That. Rồi tiếp. Limb. Đúng rồi, nghe lại xem nhá, có đúng thế không nhá. Climb, debt, limb. Climb, debt, limb. Đúng không? Climb. Rồi. Fine. Climb, nhớ cái chữ ừ chưa? Climb, debt, Con đấy, limb. con cứ để ý nghe nhá, có phải nó có chữ ừ trong đấy không nhá Đức nhá. Các bạn cũng nghe cùng nghe nhá. Climb, debt, limb. Climb, đúng không? Nó không phải là climb. Nó không phải là climb không đâu nhá, mà nó là climb. Trong đấy. Climb. Đúng rồi, climb. Climb. Tốt. Tiếp. Climb. Đọc tiếp con. Các bạn cùng tập nhá. Dance. Dance. Nào, từ nào vậy? Từ này cơ mà con. Đừng có đọc theo kiểu thông Việt Cumber. nhìn mặt chữ. Nếu sau này nhá, Cumber. các bạn học nhá. Chữ khờ mấy chữ chữ đây này, không cần nhìn phiên âm cũng có thể đọc được bằng cách là như này, âm cờ này với âm này này trong bảng chữ cái nó đọc là được chưa ạ? Thế thì bây giờ mình với âm này mình đọc là đúng không? Tiếp theo này a thì nó đọc là gì? A. Sao của nó là a. Chữ a trong tiếng Anh này thì sao của nó là gì, tiếng của nó là gì? A bướm đúng không? Tiếp theo chữ m là được chưa? Thì các bạn nhớ chưa, khang, được chưa, đánh vần chưa? Nếu như cô không nhìn cái này đây, ví dụ như cái này đây, bây giờ cô không nhìn này nhá, cô không nhìn này chẳng hạn đúng không, đây cái này cũng thế. À, cái này cũng thế. Được chưa? Bây giờ cô sẽ đây, cô sẽ đánh vần cho các con để các con hình dung ra được luôn. Nếu khi mà đây cái này. Đây nhá. Chữ đúng không? Này sẽ đọc là gì? Đúng không? Cái chữ này cũng sẽ đọc là khờ, nhưng mà mình đang chọn là cái chữ này đúng không? Thì nó tiếng giống nhau thôi. Thế âm cờ này này nó là được chưa? A thì nó đọc là cái chữ A trong tiếng Anh nó đọc là A B C á, thì cái chữ A này sao của nó, cái tiếng của nó là A A A A
được chưa ạ? Như con kiến bò ấy, vào tay mình phủi nó đi, đúng không ạ? Đấy, và chữ m này thì sao? Đúng không? Giống như kiểu bạn có ăn này không, bạn có thử cái món này không? Ăn Đúng không? Vậy thì là tham, đúng không? Được chưa ạ? Mình đánh vần nhá. Các bạn bật mic lên nào. K a ừ rồi, và cái chữ bờ này đúng không? Bờ thì nó vẫn là bờ bờ bờ, giống như kiểu đánh tennis, bờ bờ bờ, nó như giống như con đang đập đập bóng ấy, bờ 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 đó. Đúng rồi, âm e thì nó vẫn là âm e này với r này này, âm e này với r này này, tiếng của nó là gì? Giống như kiểu con đang ngạc nhiên ấy. Đúng rồi, vậy thì bây giờ mình đánh vần nhá. Bờ ờ bờ ờ bờ ờ bờ, đúng không? Bờ ờ bờ, nhớ chưa ạ? Vậy thì đây là gì? K am cam bờ, camber, được chưa ạ? Thì vẫn là âm ch, được chưa ạ? Cái sao của nó vẫn là âm ch, được không? A thì nó là con kiến cắn này, mình phủi nó đi là a, đúng không? Giống như nó bò tay ngay con nhột nhột đó. Thì cái chữ m tiếp theo vẫn là vậy là ch, a cham, được chưa ạ? B vẫn như thế đúng không? Như lúc nãy mình vừa đánh được là chamber đúng không? Tiếp theo này b, cái chữ ai này sẽ tiếng của nó là gì? Sao nó là ai 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 ai, kiểu như kiểu mình gọi nhau ai ai đúng không? Và nó sẽ là gì? Tiếp theo chữ d là d d d, như mình đánh trống ấy, d d d d d d d, đúng không? Đó, thì mình bây giờ mình đánh vần là m ai d mày, đúng không? M ai d mày Chambermaid. đó. Vậy thì nó đọc là gì? Chambermaid, Chambermaid. đúng rồi. Bây giờ con thử đánh vần nhá. Cái tiếng này nó là như cái tiếng mà bị tắc cống ấy, nó nước nó chảy vào ấy, g g g g g g, đúng không? Rồi âm u này nó là gì? Giống như của con kiểu bật ô ấy đấy, đúng không ạ? Bật lên đúng không? Và chữ m là vậy là g ơ là gì? Đánh vần là gì? G ơ gầm, đúng không? G ơ gầm, đúng không? Ơ đúng không? Là g gầm, được chưa? B o thì nó là gì? O này nó là bò, gầm bò, được chưa? Đây. Camber, chambermaid, gumbo. Đó. Được chưa? Rồi. Đấy là mình không cần nhìn vào phiên âm, mình cũng có thể đánh vần được. Nhưng đấy là với các em bé đúng không? 2-3 tuổi mình sẽ đánh vần kiểu đấy. Mà các bạn không cần phải nhìn vào phiên âm. Với các bạn chưa hiểu phiên âm là gì, nhưng mà các bạn nhìn mặt tầm đấy thì các bạn có thể hình dung ra được cái mặt chữ tiếng động làm sao, các bạn bắt chước ra. Thế còn với mình thì mình học cái này nó sẽ khó hơn một chút xíu, nhưng mà nó lại là dễ trong cái việc mà phát âm đầu lưỡi và các cái âm nó được chuẩn hơn chút xíu, mình hình dung ra tốt hơn nhá. Tiếp bạn Camber, Huyền Anh đọc lại. chambermaid, gumbo. Bạn Phương chuẩn bị nhá, Xem sau đó là bạn con Di đi nhá, là bạn Linh nhá, đọc. Linh luyện tập nhá. Camber. Hibernate. Ồ, chúng ta đã hơi quá giờ một Jumbo. chút xíu. Rồi, tiếp. Bạn Phương nào? Clam. Ừ. Yeah.
Dead, đúng rồi. Dead. Tiếp. Lamb. Lamb. Không phải lam đâu. Lamb. Là, đúng rồi. Cover. Ừ. Tiếp con. Temperament. Đúng rồi. Gumbo. Tốt. Linh nào. Duy tập cuối nhá. Con ôn luyện nhá. Sắp sửa đến lượt con đấy. Linh đọc nào Dạ. con. Đọc từ chỗ nào ạ? Đây, từ trên cùng con ạ. Clamp. Dead. Lamb. Đâu, Lamb. không, không phải. Lamb. Âm gì con nhỉ? Limb. Đúng rồi. Limb. Limb. Camber. Camber. Ừ. Cái gì? Cái gì cô? Âm trời. Chu môi lên bật âm trời cô. Trời. Chờ. 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 Ây, Chờ. vậy là gì? Lim. Ây là ây, ây đúng không? Con tử Lim. âm e với âm y nối với nhau nhá. Lim. Nó là giữa Chamber e mày. nối với âm Chamber mày. y đúng không? Nó là ây, Chamber nó là nguyên mày. âm đôi. Ây. Ok. Ok. Chamber. Chamber mày. Đúng rồi, Chamber mày. chambermaid. Bật âm cuối lên Chamber cho mày. cô. Chamber Chambermaid. mày. Bật âm Chamber D con nhá. Còn cái từ mày. âm Chamber âm mày. cuối này. Chamber Chamber mày. Chambermaid. D. Chamber mày. Đó, có cái âm D cuối này. Chambermaid. Chamber mày. Tôi tốt. Tiếp con. Gamble. Gamble. Rồi. Tốt. Duy nào con? Gamble. Gamble. Trên cùng này con này. Chém bà mây. Lim. Cái trên cùng này này. Lim. Từ trên xuống dưới con. Lim. Từ trên này con. Đây này con này. Đây 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 đây. Cờ ai. Clyde. Đúng không? Client. Client. Clam. Rồi tiếp. Clam. Nhanh nào con. That. Ừ. Can. Come. Âm này âm hơi âm. Đúng rồi, âm e nhiều hơn con. Camber. Tiếp. Tiếp đi con. Chamber. Đúng rồi. Camber. Đúng rồi. Ok, vậy là hôm nay chúng ta sẽ kết thúc bài học ở từ này nhá. Chúng ta lần sau sẽ luyện âm sang cái cả cái bài này. I Bài have này a nó sẽ pen. khó hơn Billy nhá. grabbed the Đó, soft she's goddamn. ơi. Ô. Ơi. Ô. Mắt bên này của em có đỏ không? Con có thấy ngứa không? Có không? Thế à, con tra thuốc đi. Đừng soi gương nhiều quá. Mấy cả hai nữa là đau mắt đỏ con phải đeo khẩu trang nhá. Tại vì nó sẽ lây qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp. Ví dụ như con dụi mắt nè, con dùng khăn chung nè, đúng không? Là con cũng sẽ bị lây đó. Thế đâm ra là Cô con sẽ ơi phải gần đỏ tiêm cho này. con em. Cô ơi gần đỏ này. Sao ở dưới Gân nở nó đỏ thì nó chót là rồi mạch máu của mắt thì cũng không sao cả. Nhưng mà con thấy ngứa đúng không? Và đôi khi nó sẽ đỏ mà. hơi so với bên kia đúng không? Cô bên này nó đỏ này. Còn bên này nó không đỏ bằng. Đúng rồi, thì tại vì mình đang chớm mới đang khởi phát thôi. Nó sẽ ủ bệnh 3 đến 4 hôm nhé các bạn nhé. Đau mắt đỏ này, cô sẽ nói qua này. Bây giờ chúng ta đang có dịch đau mắt đỏ. Các bạn cảm thấy nó hơi cộm mắt một chút là các bạn là phải để ý, bởi vì về báo ngay cho bố mẹ biết. Con này Trước chị tiên đau mắt đỏ. là nó sẽ ủ bệnh 3 đến 4 hôm, bởi vì có thể là có bạn bị lây hoặc là con có thể tiếp xúc với cái người đã bị đau mắt đỏ rồi ấy. Thì là họ sẽ ủ cái bệnh đấy là con sẽ ủ bệnh 3 đến 4 hôm nhé.
Đấy, sau đó bắt đầu nó mới khởi phát. Khởi phát đó là bắt đầu nó hiện tượng là bắt đầu nó hơi đỏ một chút xíu và hơi kiểu ngứa ngứa tí ở cái vần viền mắt hoặc là ở trong mắt một chút hoặc ở phía ngoài viền mắt này. Thì là các bạn sẽ phải báo ngay bố mẹ để bố mẹ đưa mình đi khám. Được chưa ạ? Và sẽ phải nghỉ học ở trên trường để không lây cho các bạn khác. Sau đó thì là gì? Cô nhìn thấy bên này ở đó bên kia. Thôi con đừng sờ tay vào. Đừng sờ tay vào, nó sẽ bị mất vệ sinh, nó càng viêm lên á. Đức nhá, con đừng sờ tay vào mắt nhá. Và cái hai nữa là gì? Về nhá, phải chà thuốc mắt này, rửa mắt thật sạch này, dùng khăn riêng này, được chưa? Chúng mình phải dùng khăn riêng, không được dùng chung với mọi người này. Và thứ hai nữa là đeo khẩu trang vào, bởi vì cái hình thức nó sẽ lây như COVID ấy, nó sẽ lây qua đường hô hấp. Thế đâm ra các bạn nói chuyện này này, là nếu mà ở trên lớp là cũng sẽ bị lây nhau đó. Bởi vì cái con vi khuẩn mắt này nó cũng được lây qua đường 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 đấy nhá. Đường hô hấp Thế đó. cô Thảo nào nói chuyện với bạn Tuấn, thế là hôm nay bạn ấy xin nghỉ học vì bị đau mắt đỏ. Thế con có thể khả năng cao là con sẽ bị rồi đấy. Và bây giờ con đang khởi phát là con phải kiêng cho các em của mình nữa và bố mẹ của mình. Đấy, thế thì con phải đeo khẩu trang. Con sẽ kiếm một cái khẩu trang vải thôi, nhưng chúc nhà cô là cô sẽ bắt đeo khẩu trang vải này để cho nó dễ thở. Sau đó là vệ sinh mắt, rửa mặt sạch sẽ, tra thuốc nhá. Ok, good, rất là tốt. Đeo khẩu trang vào cho cô và tiếp xúc với các em tránh xa ra để cho các em của mình không bị lây nhá. Được không? Được nhá. Sau đó thì con tra thuốc mắt vào cho cô và phải nghỉ ngơi, không được dùng điện thoại máy tính nhiều, nó lại làm cho mắt mình bị căng thẳng. Cô ngủ chung với bố mẹ không? À, ngủ chung cũng được nhưng mà con quay mặt vào tường cho cô nhá, để cho cái đường hơi thở, cái hô hấp của mình ấy. Và con kiếm cái khẩu trang vải thì con ngủ con đeo khẩu trang vải ấy, nó sẽ thoải mái. Nó giống như kiểu chăn mình đắp lên một chút xíu qua mũi của mình thôi. Đấy, thì là nó sẽ không bị cảm thấy khó chịu. Kiếm cái khẩu trang vải thì nó sẽ dễ chịu hơn là cái việc khẩu trang này. Khẩu trang này thì đương nhiên là nó tốt hơn rồi, nhưng mà đôi khi mà con đeo cả ngày nó sẽ cảm thấy rất khó thở. Con đeo khẩu trang vải cho cô. Đấy. Rồi là ngủ chung với bố mẹ thì mình quay mặt vào tường, đừng quay mặt vào các em nhá, với cả bố mẹ nhá. Ăn uống thì mình dùng chung cốc, ở riêng cốc ra nha Đức nhá. Hãy dùng riêng cốc nhá. Bạn nào đau mắt đỏ phải dùng riêng đồ ăn của mình ra, đừng ăn chung với mọi người. Ăn xong cái là rửa bát thì ok, nhưng mà mình ăn chung mình cứ chấm cái nọ chấm cái kia, uống chung một cốc mà mình không rửa ấy, mà mình uống chung với nhau là cũng bị lây đó. Được không? Đức nhá, con sẽ uống riêng cái cốc của mình. Mỗi lần uống xong cái con rửa luôn để cho các em không uống cái cốc của mình. Ơ Và phải đeo cô khẩu trang. ơi, bên này Để cho thì con. nó có gần bỏ, bên này không có là sao? Bởi vì con mới khởi phát thôi, tức là khởi phát tức là gì con biết không? Bắt đầu mới phát ra thôi. Thì khi mà phát thì nó mới là một mắt, sau đó là đến toàn phát tức là gì, nó sẽ sang cho mắt bên kia. Đấy, và bắt nó bị hết cả hai mắt. Lúc thì mắt bên này, lúc thì mắt bên kia, có người thì sẽ là cùng lúc luôn cả hai mắt. Đấy, nhưng mà bạn nào thì có thể là một mắt bên này, sau đó chuyển sang mắt bên kia. Nhá. Thế thì con phải giữ là vệ sinh đó là gì? À, vệ sinh nước muối. Sau đó rửa muối, nước muối mình tra một giọt nước muối này này, sau đó là mình rửa sạch khoảng tầm mấy phút sau thì con hãng tra thuốc. Rửa mắt xong cái là bọn con tra thuốc, mà mỗi thuốc thì cách nhau khoảng tầm 5 phút. Nếu như mà bác sĩ kê cho con hai loại thuốc, là một cái loại dưỡng và một loại kháng sinh, thì con sẽ cách nhau 5 phút để cho mỗi mỗi loại, và là 3 đến 4 lần cho cô nhá. Ăn riêng, đeo khẩu trang, được chưa? Các bạn biết cái để mình phòng chống cái dịch đau mắt đỏ cho các bạn và cũng như trong gia đình của mình chưa? Vâng. Ok, con đeo khẩu trang vải nó sẽ dễ chịu hơn đấy. Nếu mà có. Thế thì con đeo khẩu trang vào để cho nó không bị lây, bởi con mà nói chuyện với cái bạn mà bị đau mắt đỏ ấy là con cũng bị lây đấy. Mặc dù không, con không cần nhìn vào mắt người ta luôn á. Nhưng mà nếu mà con mà đeo khẩu trang vào, con nhìn nhau thì cũng vô tư luôn. Được chưa ạ? Và con không sờ vào mắt bạn, con cũng không nói chuyện với bạn, thì con có nhìn hàng trăm lần nó cũng không sao cả. Nhưng mà con sờ vào mắt bạn mà con lại không tiếp xúc bằng mồm, nhưng con lại sờ mắt bạn là con tiết tay con trực tiếp sờ vào cái con virus đấy. Đấy, và cái con virus đấy nó cũng bằng từ cái việc hô hấp của mình. Được chưa ạ? Mình nói chuyện này bắn ra nước bọt này, bắn tà la tà lưa giống như con COVID ấy. Cô, Đó. lúc cô bạn Tuấn lại em, thế là em không đeo khẩu trang nên em toàn nói chuyện với bạn đấy. Bây giờ bạn ấy xin nghỉ vì bạn ấy bị mắt đỏ. Thế thì chắc là dễ, ngày mai con nên xin cô giáo nghỉ đi.
Bởi vì cô nhìn thấy là hiện tượng của con là cũng là đang mắt đỏ đó. Bởi vì là bạn nhà cô cũng bị mà. Bây giờ bạn Trúc thì bạn ý hiện tại con đang cách ly, nằm sẽ phải nằm quay lưng sang một bên, đeo khẩu trang vải. Ơi. Này thì mở được 100%, mà mắt này nó cứ nhíu xuống. Ồ đúng rồi. Thôi bảo bố nhắn tin cho cô giáo đi, cho nghỉ học, Con đi không là lây hết ra cho các đây bạn đấy. Đúng đây. rồi. Và ở nhà nhá, các em của mình là con phải tránh xa, đừng để cho các em tiếp xúc cái hô hấp của cái việc mà mình nói chuyện ấy, các em Con toàn tự đang ở nhốt sờ mình mắt trong phòng. mình. Thì chắc chắn là con sẽ không bị lây đâu, vì hiện tại là bạn Trúc bị thì hiện tại nhà cô chưa ai bị lây cả, bởi vì cô cách ly một cách là đeo khẩu trang, ăn riêng uống riêng. Thế còn khi mà ngủ thì đeo khẩu trang, tập ban ngày cô sẽ chọn cho bạn một cái khẩu trang vải để dễ thở hơn. Bắt đầu ngủ thì mình sẽ quay ra hướng mà mọi người không nằm, để cho nó không bị phả cái hơi thở vào. Nếu như bạn ấy có lỡ tuột khẩu trang ra thì nó cũng đỡ hơn. Đấy. Thấy có một cái lớp bột nhá, đỏ chóe vào hai mắt luôn, xong rồi nước Bây giờ mắt bạn chảy Trúc xuống. là đã khởi toàn phát rồi đấy. Bạn ấy đã một bên đỡ hơn rồi, bắt đầu chuyển sang mắt bên kia rồi. Bạn bị từ hôm thứ sáu. Em Thì bị từ chắc là hôm bạn ấy sẽ nghỉ về hôm thứ cô thêm mất em một hôm thứ bị hai từ hoặc hôm thứ thứ ba, hoặc là có thể em đi cũng học. bị từ hôm thứ sáu đến bây giờ vẫn chưa khỏi cô. Thế à? Cô Thế con vừa phải mới tra bị thuốc vào, vệ sinh vào cho cô, bởi vì nó sẽ có phải có một cái thời gian nó chuyển hết hai mắt nữa cơ. Thế đâm ra là bây giờ con sẽ phải vệ sinh này, tra thuốc đều đặn cho cô 3 đến 4 lần trong một ngày, sáng này. Đã con có thể sáng dậy con tra một lần này, xong là ăn cơm xong tầm trưa trưa 12 giờ con tra một lần này, xong 4 giờ chiều con tra một lần này, xong là tối con tra một lần. Đấy là trong trường hợp con đau nặng. Còn nếu như con dặn nhẹ nhẹ thôi, con một lần 3 lần sáng trưa chiều tối. Đó, được chưa? vâng. Ừ. Cô, cái bệnh Đấy. này lây nhanh nhé. Em vừa mới Nó nói qua chuyện đường với hô hàng hấp nó chả khác gì con xóm COVID cả, đúng không? xung Bây giờ con chỉ cần nói. quanh. Thế bây Có giờ mà con phải nói chuyện với cả nhà là kiểu dễ bị lây lắm. cô. Vâng, cô, nhưng mà em nói chuyện với bạn Tuấn có vài phút thôi rồi về, xong rồi tối thì bạn ấy Đúng nhắn là rồi. cô cho bạn Tuấn xin phép nghỉ vì cô, vì bạn ấy bị đau mắt đỏ. Buồn số đai nhờ. Đấy. Thế Vâng. nhưng mà không sao con ạ, bởi vì thực ra thì cái đấy nó không may thôi, đúng không? Nhưng mà mình không may thì mình cũng biết được mình phòng chống nhá, không phải lo cả, đúng không? Bây giờ mình đã có thuốc này, có bác sĩ này, thì đâm ra cái việc mà bệnh đau mắt đỏ cũng sẽ nhanh khỏi thôi. Bây giờ mình sẽ vệ sinh để làm sao mà giữ cho mọi người không bị lây. Thì đó là gì? Trước tiên là con sẽ phải vệ sinh mắt này, đeo khẩu trang như cô nói, rửa sạch mắt, tay chân trước khi sờ vào một cái gì đấy, uống chung, ăn riêng, đúng không? Và kiêng cho mọi người thì chắc chắn là mọi người sẽ không bị. Thế nếu em bấm bấm tay bằng trong cái bàn phím rồi thì nếu bố em muốn dùng máy tính thì bố em phải làm thế nào? À thì có thể là con sẽ lấy cái cồn ấy, cái cồn mà sát khuẩn ấy, con cho vào một cái khăn nhỏ nhỏ, khăn ướt này hoặc là một cái khăn để lau ấy, vệ sinh nhiều bằng cồn ấy. Con cho bằng cồn vào xong con lau hết những cái bàn phím ấy đi. Bảo có hỏng không cô? Không hỏng đâu con, bởi vì cồn nó khô rất là nhanh, và con chỉ cho vào xong con lau, con vệ sinh giống như kiểu vệ sinh sát khuẩn ấy. Đừng đổ trực tiếp Vâng. cồn cái bàn phím nhá. Con phải đổ ra cái khăn để cho khăn nó mềm ý. Được chưa? Đừng có đổ cồn vào cái bàn phím nhá, nó giật đấy. Thế đâm ra là con sẽ đổ vào cái khăn thôi, để cho nó gọi là ẩm ẩm cái khăn ấy, xong con dùng cái khăn đấy con lau bàn phím đi là được. Được không? Vâng. Ừ, Bố ok. đi bố. Bố ơi. À, bây giờ chúng mình sẽ chụp ảnh với nhau một tí nha. Bật mic lên nha. Bạn Phương đâu rồi? Cô chờ con một tí. À, ok. Đợi bạn Duy quay trở lại xong rồi chúng mình chụp ảnh với nhau nhá. Các bạn ơi, bạn nào mà nhận được quà thì post lên nhá, để cho cô biết là các Cô, bạn đã nhận quà. con Lần má. đầu các bạn sẽ thấy được món quà của những người mà được nhiều sao thì sẽ rất là nhiều đồ đó, rất là đẹp. Đấy, mặc dù là cô rất là tiếc bởi vì sao cô cũng không biết là bạn trai sẽ cần cái gì, thêm ra là cô hỏi là các bạn có cái request nào không thì các bạn không thể nói năng gì cả. Thế nên ra là cô chỉ có ở cái dạng sổ nó hơi dạng hình con gái một tí, thì các bạn trai thông cảm nhá. Ừ, bạn Duy có thích quà không? Ừ. Rồi, thế các bạn hãy cố gắng lên nhá. Các bạn nộp bài thường xuyên cho cô, được không? Và chăm phát biểu cho cô. Thật. Thực ra nhá, cái này nó không khó đâu.
Kể cả những cái bạn mà có thể là hơi chậm một chút xíu, cô cũng không không sao cả. Bạn biết cái câu chuyện con rùa và con thỏ không? Các bạn có biết con chuyện Không. con rùa và con thỏ không? Con rùa thì rất nhanh đúng Không. không? Nhưng mà con rùa thì có tập trung không? Có chăm chỉ không? Không. Hay là mải Không. chơi? Đúng không? Mặc dù là Mày rất là thông minh, chơi. rất là nhanh, Không phải chơi. đúng không? Lợi thế của bạn là lợi thế luôn đúng không? Bạn là một cái sở trường của bạn là đi rất nhanh. Thế nhưng mà vì bạn làm sao? Bạn coi thường cái việc đọc. Ôi, tôi còn nhiều thời gian lắm, tôi phải làm thế này, tôi phải chơi cái kia đã. Kiểu gì mà tôi chả phải đến đích, đúng không? Tôi ngủ một giấc đã, lười lắm. Thế thì làm sao? Thì cái việc Thua con mà còn lâu mới đến đích được, đúng không? Đấy, và rồi. một cái bạn thì rất là chậm chạp như bạn đấy làm sao? Kiên trì, có bỏ cuộc không? Không, không. À, có ngủ giữa chừng không? Có đi ngủ Không, không? không. Không. Hay là ngắm hoa ngắm cối xong là các bạn ấy bỏ cuộc không? Không. Không. À đúng rồi. Thế thì bạn ấy chạy, bạn cứ kiên trì, bạn làm thôi. Bạn chỉ tập trung vào cái việc bạn làm thôi. Thế thì cuối cùng là bạn ấy trở thành người gì? Người thắng cuộc đấy. Thế đâm ra là các bạn cũng thế. Nếu như bạn nào mà thông minh nhanh như bạn thỏ mà tập trung nữa thì cực kỳ nhanh luôn, mà cực kỳ hiệu quả luôn. Kể cả những bạn không giỏi, bạn ấy có thể là hơi khó hiểu một tí, nhưng bạn ấy sẽ có những cái sở trường khác, nhưng mà không phải vì thế mà chúng mình bỏ cuộc nhé. Chúng mình hãy cứ tập trung mà làm, kiểu gì cũng sẽ đến đích được không? Đầu tiên là mình phải chăm, học cũng thế, mình có thể mình hơi chậm với sao các bạn chẳng hạn nhé. Các bạn ôi sao các bạn đọc siêu thế mình chưa đọc được, các bạn đừng sợ, đừng có thấy mình kém hay là gì cả, đừng có so sánh. Mình chỉ cần tập trung việc là à tôi biết tôi các bạn ấy giỏi như vậy thì mình càng phải càng hỏi. Đó là một cái lợi thế là mình học những người giỏi ấy, là động lực cho mình, chứ đừng tự ti mà mình sẽ thấy là trời ơi các bạn ấy giỏi thế, các bạn có thể giúp được mình mà, mình sẽ tập trung, mình sẽ phải cố gắng như các bạn. Thế là mình cứ chỉ phấn đấu thôi. Và cuối cùng là gì? Mình tập trung mình làm. Mà mình đi học với những người bạn giỏi ấy, có một cái rất là lợi thế nhá. Không hiểu bạn ấy giả lời cho mình được đấy. Bạn biết, bạn giải thích cho mình luôn ấy. Đúng không? Thế nhưng mà gặp một cái bạn mà cũng dốt, cũng lười, thì mình hỏi bạn ấy có biết không? Không. Đúng không? Xong thấy lười thôi mình lười theo. Đúng không? Thế nhưng mà chơi với một bạn mà học giỏi chăm thì mình thấy là ôi sao bạn giỏi thế? Bạn có thể giúp tôi được không? Bạn sẵn sàng giúp mình. Đúng không? Và cùng nhau học, cùng nhau phấn đấu. Thế là cuối cùng mình sẽ trở thành giỏi. Đúng không? Mình cũng sẽ làm tốt. Thế thì đừng có việc mà mình cảm thấy các bạn giỏi mà mình tự ti nha. Mình phải tự tin lên, chăm chỉ bằng cách là gì? Thấy mình yếu như vậy, mình biết nhược điểm của mình như vậy thì mình càng phải chăm hơn. Người ta chạy, người ta ví dụ như là người ta học 5 phút thôi, mình học thành 15 phút đi, nhiều hơn một chút xíu, đúng không? Đấy. Thế thì chúng mình chỉ cần như vậy thôi, tập trung và làm bài tập trả bài cho cô. Những cái gì mình yếu thì càng phải tập luyện nhiều hơn. Ví dụ như là đánh vần thì nếu như mình yếu, mình tìm những cái từ để mình đánh vần nhiều hơn, mình chọn những cái từ để đánh vần. Đánh khi nào bằng được thì thôi. Con có tin không? Cô học tiếng Hàn nhé. Tại vì cô hay học tiếng Tàu, cô học tiếng Hàn thì nó có ngữ điệu, nó có dấu, đúng không? Tàu cũng sẽ có dấu sắc giống như tiếng Anh ấy, dấu huyền, dấu sắc như vậy. Thế đâm ra cô cũng sẽ đọc nó hơi kiểu nhấn nhá. Nhưng mà tiếng Hàn thì không, nó học là tiếng nó sẽ bằng 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 như này này. Thế thì cô bị đọc, cô bị thành thói quen. Thế cô cứ cho cái dấu vào, làm ra nó hơi bị kiểu không được đúng lắm. Thế thì cô phải chỉnh, đó là cô đọc chậm lại. Mà mỗi lần cô tập ấy, cô đọc 50 lần, sái quay hoàm luôn con, rớt hàm luôn, đọc xong mà muốn phê cả cổ họng luôn á. Đấy, bạn Phương biết tiếng Tàu đúng không? À, tiếng Hàn đúng không? Hôm nào cô cháu mình học với nhau nhá. À nhau hà xê yo. Anh nhớ nhớ xíu À, con nhớ thế bây giờ nhớ Phương imita imika. con mới học vài câu cơ bản thôi ạ. À, đấy, thì hôm nào lại luyện tập với cô nhá. Cô cháu mình cùng học Cô tiếng Hàn em với biết nhau nhá. Cô em cũng đã mới biết học thôi. cô em đang học tiếng Trung Quốc. Đấy à, cô cũng biết tiếng Trung đấy. Như nào? Nhĩ hảo mà. À, số 1 đọc như nào nhỉ? Em quên. Tí nhở, con mới học hả? Và Ừ, học đi con học xong là có thể là dạy chia sẻ cho các bạn nhé. Ví dụ như là
Hôm nay ví dụ như là bạn Đức này có thể tự mở Zoom ra bảo Phương ơi, Duy ơi, Linh ơi, Huyền Anh ơi, vào học với tớ không, học tiếng Hàn với tớ không, hay học tiếng Trung với tớ không, hay học tiếng Anh với tớ không. Không cần phải vào lớp học đâu, chúng mình tự tìm nhau để học đúng không? Ví dụ như cô này, với bác Trường này, cô Ngọc này, cô Linh này trong nhóm thì chắc là bạn Huyền Anh với cả bạn Đức biết rồi đúng không? Các cô kể ngoài giờ học ra các cô vẫn liên hệ với nhau bằng cách gọi nhau, tự cố định một giờ nào đấy, có khi 10 rưỡi đêm rồi các cô vẫn phải học đến tận 1 đến 11 rưỡi luôn ấy. Chỉ ngồi ôn luyện với Đúng nhau thôi, học với nhau thôi, xong sáng vẫn 5 giờ sáng các cô dậy học với mọi người, dạy mọi người, hướng dẫn mọi người. Vâng. Đó, thì chúng mình cũng tự tìm nhau như vậy. Hãy gọi nhau vào nhóm, lập một nhóm để gọi nhau học. Được không? À, đấy, ví dụ như hôm nay là Huyền Anh ơi, bạn rảnh tối nay không? Vào học với tớ không? Ok luôn, đúng không? Nếu bạn free, nhắn hết trong nhóm, bạn nào rảnh là vào hết. Thì vào, thế là học cùng nhau. Không biết gì hỏi nhau luôn. Cô có biết tiếng Bỉ không? Không, cô chẳng biết tiếng Bỉ, cô chỉ biết tiếng cô biết một chút tiếng Trung, cô biết bây giờ cô mới học tiếng Hàn, cô biết tiếng Anh. Đấy. Dần dần là tiếng Anh là phổ thông, thế đâm ra chắc chắn là mình sẽ phải có hai ngôn ngữ, đó là tiếng Anh và tiếng Việt của mình, tiếng mẹ đẻ đúng không? Bây giờ mình sẽ phải học thêm một ngôn ngữ nữa, và cái quan trọng nữa là các con cũng sẽ bây giờ cái thế giới bây giờ họ sẽ rất là phát triển mạnh về công nghệ, đúng không? Mình sẽ học những công nghệ đó là gì? Ví dụ như là học về các lập trình nè, học về IT như bố của Đức nè, đúng không? Đó, bởi vì sau này Vâng. công nghệ, con có biết không? Bây giờ có cả AI rồi đúng không? Mà có cái gì Vâng. hỏi, thắc mắc là biết hết, người ta trả lời hết. Và họ còn biết lập trình cho mình dẫn nhiều cái vấn đề nữa cơ. Thế đâm ra là gì? Sau này là công nghệ nó sẽ lên ngôi và làm sao nhỉ? Nhân công sẽ không cần nhiều nữa bởi vì một một cái con AI đấy nó sẽ xử lý hết rồi. Đâm ra là người ta không cần phải thuê quá nhiều người. Thế thì thất nghiệp sẽ rất là nhiều, đúng không? Để cả Vâng. máy móc người ta cũng làm hết rồi, robot làm cho mình hết rồi. Thế thì bây giờ mình làm nào? Chết đói à? Làm thế nào cơ? Mình phải có kiến thức. Mình phải có trí tuệ. Nó là gì? Trí tuệ là gì? Mình phải biết sử dụng nó. Đúng không? Mình sử dụng nó là gì? Mình học những công nghệ để mình xử lý. Tức là gì? Mình chỉ đạo được những con robot đấy. Được chưa? Thay vì mình là gì? Vâng. Mình phụ thuộc là robot nó làm cho mình rồi mà mình chẳng có việc để làm. Thay vì đấy mình sẽ là ra mình học để mình biết điều khiển những con robot đấy. Đúng không? Và nó sẽ phải làm cho mình. Đúng không? Có khi nào công nghệ AI xâm chiếm lên thế giới không? Tương lai là sẽ có đấy. Thế thì bây giờ Là chúng con mình robot sẽ sẽ gì? thay vào con người. Đầu máy Thế móc làm robot hết. cũng sẽ có nhiều cái nó sẽ thay con người và các bạn cũng thế, phải có kiến thức. Bây giờ các bạn không thể nói là ô mai tôi không có kiến thức là tôi đi bán rau đúng không, hay là tôi phải làm này nơi kia, bởi vì sau này nhá họ còn cấy những cái mà rau còn có khi là vào máy là người ta tự làm hết cho mình, là cuối cùng tưới cây hết chả phải tưới, chỉ có mỗi đặt mỗi cái hạt giống vào xong tưới nước xong là ánh đèn nó cũng đã để chế độ hết rồi, và là cây nó tự mọc cuối cùng tự chăm tự cưới, và nó đôi khi là không cần phải nhiều quá người đến luôn á, đúng không? Đấy, Vâng. thế đâm ra là các bạn ở cái thế hệ của các bạn là gì? Phải học, phải có kiến thức. Đấy, mà có kiến thức thì là gì? Chúng ta sẽ phải mở mang, ví dụ như là học hỏi nhiều cái này. Ngoại ngữ là một trong những cái giao tiếp. Bây giờ các bạn có thấy rằng là gì? Thế giới bây giờ học tiếng Anh rất là nhiều, tài liệu học những ngôn ngữ khác, mình hiểu về văn hóa của người ta, mình có thể nghiên cứu về những cái mà ở đâu có bản tiếng Việt đâu, đúng không? Mình muốn mở rộng các kiến thức ra thì mình phải đi tìm hiểu các ngôn ngữ khác nhau, mình phải có giao lưu những cái ở các cái nước khác để mình học hỏi, đúng không? Như bác Hồ ấy, bác sẽ phải đi sang Pháp để xem là Pháp làm sao nó phát triển như vậy, nó làm sao nó đô hộ mình như vậy, đúng không? Cô, Mỹ cũng thế. em biết tiếng Pháp hay không? Thế à? Thế thì bây giờ nhá, là gì, Ông chúng ta đầu thường. tiên chúng ta phải học tốt tiếng Anh đã. Nếu như mà chúng ta không có tiếng Anh ấy là chúng ta bị thua thiệt đấy. Mà Được không? Và trong quá trình học các con phải tập trung học thế kiến là thức ra chân chơi chính, rồi cô. đừng mải chơi. Coi con nhá, tầm tuổi cô rồi đúng không? Mình sẽ phải lo đi làm, mình có rất nhiều cái thời gian, và già rồi thì có rất nhiều thời gian để chơi. Thế nhưng mà bây giờ mình quá tuổi rồi, mình học nó sẽ rất là vất vả.
đương nhiên là học mãi mãi cả đời, các có khi người già vẫn học bình thường, nhưng mà gì, nếu như mà chúng ta đến cái độ tuổi đi làm chúng ta mà lại không có kiến thức thì chúng ta không đi làm được đâu, mình không biết làm thì Đây người ta là làm âm sao, mình người ta thanh của thuê tốc mình được độ đúng chậm. không? Trên lá Thế sen thì mình chuyển. sẽ phải học nhá, được không? Các bạn phải tập trung học cho cô. Bạn Duy nhớ chưa? Em biết hai câu của tiếng Pháp, một là bông chô và chế lái xe dù. Thế à? SSR là cái gì vậy con? Là bạn có khỏe không? Đó, thấy không? Bạn Đức rất là học hỏi luôn. Hôm nào có từ nào hay hay nhá. Ví dụ như là tiếng tàu đấy, học tiếng Pháp này, viết vào trong nhóm nhá, dạy các bạn, hướng dẫn cho các bạn cùng biết nhá, chia sẻ kiến thức của mình cho các bạn nhá. Aimez-vous. Nào, bây giờ chúng mình chụp ảnh nhá. Phương ơi, À bật lên. cô, Ơi. còn một từ nữa cô ơi. Rồi, con nói tiếp đi. Là còn một từ nữa là image. Thế à, là từ gì con? Nghĩa là gì? Vâng, image là bạn có thích không? Ồ, đó. Bạn nào biết được tiếng gì nói cho cô nghe nhá. Cô Thanh học cùng các bạn nhá. Bonjour, vậy là xe Bonjour. dù, image. Phương ơi, bật mic đây, à, bật bật cam lên nhá, chụp ảnh với cô nào. Từ từ để em làm cái filter nhìn cho nó ngầu rồi. Để cam xuống để nhìn đẹp mặt đẹp trai nào. Đẹp trai. Cho Nhà đẹp cái mắt. mặt xinh của Phương vào Ơi. nào. Ơi, Một, giỏi. hai, ba. Chiêu. À. Rồi, cô gửi vào trong nhóm nha. Ok. Cô Ngầu em không? đố này Các học bạn rồi. thấy ngầu không? Cô em đố Ghê này học ngầu rồi. luôn. Rồi, bây giờ cả lớp chúng mình nghỉ ngơi nha. Chúc các bạn cuối tuần ngủ vui vẻ và đi học vui vẻ nhá. Đức con xin bố nghỉ ngày mai đi nhá. Mà em đố này học rồi cô. Đỗ đại học rồi à?